Trung tâm Mưu xin chào toàn thể quý khán giả anh em. Cũng theo yêu cầu của rất nhiều anh em đang muốn Hiền Mưu tư vấn, giới thiệu, tiếp thị tới toàn thể anh em một combo karaoke Mỹ để chơi trong phòng khách, diện tích rộng từ 30-40 m2 với chất âm của JB Mỹ anh em nhá. Thì ngày hôm nay thì Mưu lên sóng giới thiệu tới anh em một combo đủ bộ. Chi phí cho cả bộ này rơi vào khoảng 61 triệu đồng thôi. Nhưng chất âm Mỹ anh em nhá. Sản phẩm của bộ karaoke 61 triệu bao gồm một đôi loa MRX 515 tuyển chọn Made in Uday. Đôi này mệnh danh là công chúa của JBL rồi. Công suất của loa là 400W trên một thùng loa. Sở hữu một bát 40, một kèm. Nhưng kích thước của loa khá lý tưởng. Chiều rộng khoảng độ 42 thôi, chiều cao 70. Hình thức loa đẹp, hệ thống loa neo cao cấp do Mỹ sản xuất anh em nhá. Quá chất rồi. Cặp Sergi loa MRX 500. Đôi này thì anh em cứ thực hiện vừa nghe nhạc được, vừa karaoke cho phòng 30-40 m2 thì đỉnh cao luôn. Đặc biệt nặn thêm một con súp hơi Mỹ MRX 518F. Công suất của súp con này đạt khoảng 500W khởi động, cực đại 2000W. Và với cấu hình dàn máy thì Mưu phối cho anh em này một cục đẩy 4 kênh mới tinh nhá, cục đẩy này mới tinh, giá 8 triệu rưỡi thôi. Một vang số, một quản lý nguồn, một mic không dây, đủ bộ luôn. Chất lượng thì phải nói là miễn chê luôn. Và trong video clip này thì cũng có rất nhiều anh em hỏi là combo này có chơi đẩy liền vang được hay không. Thì Hiền Mưu nói và tư vấn luôn, đẩy liền vang là một trong những hệ gọi là tích hợp 3 trong 1. Cho nên là nó chỉ chơi cho những bộ dàn rẻ tiền thôi. Và hiệu quả chất lượng âm thanh thì không thể bằng được cái hệ thống dàn máy như này anh em nhá. Vì ví dụ như cấu hình này thì cục đẩy này nó tận 4 kênh. Sau anh em chơi thêm loa được, lựa chơi thêm một đôi center được. Và cục đẩy ánh súp hơi thì bao giờ tiếng nó cũng dứt hơn. Một chiếc vang số nó sẽ làm nhiệm vụ lấy tín hiệu chia eco, lấy tín hiệu và căn chỉnh nhạc ở trên này nó sẽ hay hơn. Quản lý nguồn để bảo vệ tủ máy. Và mic thì là mic rời, tiếng bao giờ nó sẽ hay hơn con đẩy liền vang tích hợp nhá. Mà micro thì cực kỳ quan trọng anh em nhá, nó chiếm 15% chất lượng để khi hát. Nên các bác mà đi mua những bộ karaoke mà được tặng kèm mic ấy, thì chắc chắn anh em ăn mic rẻ rồi. Mà tặng bộ mic 1,5 triệu thì anh em biết rồi, chắc chắn là không thể nào hay được. Mic này của em bán rẻ cho anh em cũng là 3,5 triệu rồi mới hát được bộ này anh em nhá. Thế còn anh em đưa bộ mic khoảng 2,5 triệu vào hỏng tan bộ này luôn. Đấy thì em cũng phải nói thế để anh em khi mua lựa chọn người tư vấn trúng chuẩn và người hiểu biết về âm thanh tư vấn rồi mới chuẩn được. Như em làm kinh nghiệm năm nay 15-20 năm về nghề rồi, đảm bảo cho anh em khi phối như khép, thứ nhất luôn dư về công suất, thứ hai bao chất lượng hay cho anh em. Kỹ thuật phối ghép thì anh em yên tâm rồi, em đã làm hàng trăm bộ như này rồi trên thị trường rồi. Và nói đến chất âm của đôi MRX 515 này thì là một trong những đôi loa được đánh giá là có sức cạnh tranh lớn nhất, nhiều người chơi, nên giá nó ở thể là tùy vào độ đẹp xấu anh em bán dao động từ 25-30 triệu. Những cặp này của em tuyển chọn như bán 265. Chờ tí. Đấy thì cũng phải quay để giới thiệu tới anh em. Anh em nhìn lại về cấu hình này nhá. Một cặp loa này, hệ thống dàn máy này,
của combo 61 triệu La JBL MRX 515 trên các khúc yêu em dài lâu chín mấy em nhá. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eco và tiếng mic của combo này phải nói là quá phê luôn. Đủ bộ 61 triệu. Anh em nhu cầu đầu tư alo gọi điện cho Hiến Mưu. Có địa chỉ tại số nhà 254 Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương nhá. Xin chào các bạn anh em.